Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại Valentine Channel. Và mình tiếp tục chơi con Sleeping Dog nha. Mấy bạn có thể gọi là GTA châu Á, tùy theo cách của mấy bạn chọn. Ok, nay mình vẫn tiếp tục mặc bộ quyền thái. Tại mình chưa có đánh được võ quyền thái cho nên mình cứ tiếp tục mặc giờ để mình học. Thank you for coming. You like something? You got a sale. Please return on time. Giờ tới lớp bam bam. Gặp ông chủ mới à. Ô, lấy được cái xe của thằng kia rồi kìa. Rồi, chiếc mô tô mà bữa mình mua đâu. Đây. Nhanh quá. Rút kinh nghiệm mà chạy trong ngõ hẻm không bao giờ chạy nhanh vậy. Sẽ rất là nguy hiểm. Massage luôn chứ. Thôi massage tí rồi đi. You're looking for something special? I can take you places you didn't even know existed. Sure, why not? I'm feeling especially naughty tonight. You're going to help me with that? Đấy, ngon. I may just have to find a new job. You know what they say about coming with the customers. Mặc quà quyền thái nó không đội nón bảo hiểm được. Mua kem ăn đi. I'm starving. Thanks. Watch that it doesn't drip now. We gotta do something about this, man. Shut the fuck up, Jackie. We gotta think. You gotta think. Don't be sleeping, finger. Shut up, both of you. Winston's gone. Right now, we gotta stick together. We just can't let the 18K get away with this. What makes you so sure it was 18K? We all saw them. They were definitely 18K. Even stupid Jackie knows that. You ever think maybe they were just trying to look like 18K? Look, we've had a few skirmishes with them lately. 18K. Nothing major. It doesn't make sense that they would do something this big. Cái tuổi 18K hình như là cái tuổi 18K này nó giết đại ca Winston nè. And who the fuck are you? I'm here for Mr. Lee. I take it you've heard of Big Smile Lee. He's another Sun On Yi boss, Red Bull, just like Winston. Okay, what can we do for Mr. Lee? He has decided that for the time being, hôm nay là boss mới à. Your operations in this area. But the percentage previously paid to Winston we'll now go to Mr. Lee. That's an interesting proposition. But I have a counteroffer from Mr. Lee. I'd appreciate if you relay this back to him word for word. Can you do that? You tell Mr. Lee that his people stay the fuck out of our territory, and in return, we'll let him live. I don't think you'll find that offer to his liking. I think you'll find that I don't give a fuck. You see our guest out, make sure he doesn't get lost. You'll regret this. I promise you that. Ê, mình đuổi nó về giờ nó gây sự với mình rồi. Back off! I'll kill you, man! Holy shit! Nice shot, Wayne! Nấp rồi, nấp rồi. Dưới ghê vậy. Slow motion.
hay là người mình lấy khẩu này chơi rồi. Đâu hết rồi? Ai kia? Ở ngoài nữa, ở ngoài nữa. Ôi, đáng lẽ không có ẩu vậy. Quá liều rồi. Lâu mua sợ bay. Hay. Nấp nấp nấp. Lấy xe đi chút đi. Xe sĩ ngon phúc này. Này, anh lấy khẩu ốp. Chạy chạy núp tiếp. Gì vậy quá? Tại sao lại đứng lên? Hồi nãy giờ mà cái game nó hơi bị sốc là do mình đang bot clip á. Ồ cái này hay nè. Để hình chắc khi nó chạy mình bắn thôi. Bye.
mày dí à, còn mấy thằng nữa rồi. Mày dí nổ xe rồi. Ẩu á. Giết nhiều được để cho nó giết. Mày một em, hai em, ba em, dí theo đi, dí theo, dí này. Đây thì dí. Dí này. Dí ai vậy? Rồi nó bắn cháy xe rồi. No way you get away, clean ponytail. No way. Không có đời nào mà chạy thoát đâu. Giỡn thôi, thích đua. Tự nhiên dính vào tường á. Chạy theo là chắc có đánh nhau rồi. Đấy. Biết mà. Đánh nhau rồi. Ok, vô solo. Mày. Nói rồi, anh solo là không có thua ai cả. Mày đỡ nè. Tell your boss, stay the fuck out of my territory. Nói với ông chủ mày là tránh ra khỏi đây. Fuck you away. Damn
Rồi lại bị công an bắt nữa rồi. Just what I need. Đừng có leo lên tường. Who the fuck are you guys? Change your tone, Shen. Miss Yang is a red pole. Chạy ra ngoài có limo đón nhé. Miss Chang. Mr. Chang. Miss Chang. Ai là Chang? My apologies, Madam Red Pole. So why'd you bring me out here? I have heard a lot about you, Wei Shen. I will get to the point. You must realize that you cannot stand against Big Smile Lee alone. That's what everyone tells me. Roland Ho said I need other bosses to support me. Indeed. Nah, I believe in harmony, balance, peace, and I don't mind spilling a little blood to achieve it. With Uncle Po in the hospital, there's much uncertainty in the Sun On Yi. If he recovers, we will both be stable and strong. But if he dies? The 18K presents a very real threat. We cannot afford to appear weak. 18K là cái băng nhóm mà đối đầu với Sun On Yi. Và Sun On Yi là băng nhóm mình đang gia nhập nè. Big Smile Lee represents a step backwards for the Sun On Yi. Why continue to force girls into prostitution and pornography? Bà này mới là boss thiệt nè. Less archaic, more profitable ways for us to make money. I have very different ideas about our future. I want to take the Sun On Yi fold. But it would be unwise even for me to stand against Big Smile Lee unaided. Which brings me to you. Nah, we both appear to have the same problem, Wei Shen. And the opportunity to benefit if we work together. So it seems. I have my own reasons for hating Big Smile Lee's operation. Now, if you stand against him, you can count on me. Good. We will talk soon. 走头了哈, Wei Shen. Rồi kiểu như giờ mình được thăng chức rồi, mình làm với lại boss lớn không à? Chắc kia gọi. Giờ sao? Nhiệm vụ ở đâu rồi? Ở đây rồi, về tới lận đây rồi. Xa thế. Chắc phải kiếm taxi thôi. Taxi rồi. Chạy xe thì cũng được á, nhưng mà mất thời gian. Chỗ này thì vắng taxi dữ luôn. Mua nước đi. Nếu mà không có, ăn cắp một chiếc thôi. Ít. Tới lúc mình ăn cắp được rồi thì taxi. Taxi. Đây. Hey man. Wait. You won't believe what those assholes did. Who? Those guys at Top Glamour, they're fucking with me. I brought them another load of watches. They were supposed to give me 200,000 for them. Instead, they give me this hunk of shit. I don't even know how to ride this thing. I had to push it here. Calm down. Give me the bike. I'll get you your money. What are you gonna do? Same thing I always do, Jackie. Giờ phải giải quyết chàng Jackie à. Jackie nó bị lừa tiền. Cái thằng mà dụ nó mua chiếc mô tô này à. Nhưng mà nó lại không biết lái. Mô tô chạy cũng ngon mà. Giờ mình phải đi đòi tiền cho thằng Chucky. Ấy, cái gì chớp chớp vậy?
Từ từ. Ô, bọc tiền luôn, 50 luôn chứ, nhiều vậy. Vô đây à? Ok, vô thì vô. You gonna let me in? All right. Cho tao vào không? What do you want? My friend Jackie tells me you owe him some money. You're sitting on it. And where'd you get off strong-arming me, huh? I know you're a cop. And I know you're a snitch. You want to see who your boys kill first? Fuck you. Kill him! Kill him! Gì mà đã đòi kêu mình rồi? Mấy này không quan tâm. Không đáng để quan tâm, không quan tâm mà quan tâm cái này kia được. Đạn bay ảo vậy? Đạn nãy bắn vô mục tiêu mà không gây được sát thương, không có viên nào trúng nữa. Mày còn trượt nữa, đứng lên đại đi. Đó, cái súng này bắn ảo quá, không núp được à? Vãi. Bắn chỗ đó à? Mày giờ sao chịu tới trả tiền chưa? That's it, asshole. Come on, fuckers. Đàn em mày tới à? Hết súng, hết súng. Mày vô đây đúng rồi. Từ từ thôi, em chưa nhặt súng mà. Chưa nhặt được súng mà. Cảm ơn nha, cảm ơn nhiều luôn á.
cái cây súng này nó bắn ảo thật. Bắn một đống mà không dính mục tiêu. Chết nổ lớp rồi. Chiếc này nổ lớp chưa? Nổ lớp sau rồi. Kiếm chiếc nào mà không nổ lớp cơ chiếc này. Ok. Mày đi ra với tao. Vô trong này đi. Nó nói mình là sẽ không ra khỏi đây mà sống an toàn. Trốn tụi 18k. Đuổi theo ghê thiệt. Với mình rất ghét cái trò này là tại sao mình làm cái địa làm nhiệm vụ giang hồ mà nó giữ tính điểm giám sát. Cái trò đó là mình bực mình đấy. Phát rồi, phát rồi. Gọi cho con tên. I have one of your informants in the trunk of my car. What? Yeah, he needs to disappear right now. So either you make him disappear or I will. Bring him over. Đừng có đập cốp xe, mày không có chui ra được đâu. Xa thế. Let me out. Shut up. Ok, mày cứ bình tĩnh đi, sếp đó tao cho mày ra. Chứ nào mày ra mày gặp chiếc sếp của tao thôi. Hiểu chưa? You're making a big mistake, I tell you. Be quiet. Im lặng đi, đúng rồi. Ôi sao càng ngày thấy chạy càng ngu vậy. Thì cũng chơi quá ngu luôn. Trôn nhau rồi. Cái đường nó đổi liên tục luôn. Nên mình cứ quay vòng vòng. Chỉ quay như vé. Đấy. Nó sẽ cho mình vào. Hey! Did we stop? Let me out of here! I fucking shit myself!
fucker! Hey, let me out of here, you fucker! My people are gonna cut you into into pieces, you hear me? Huh? You hear me, you fucker? Shut up! I need your guy. Hope you still want him. But I don't want these coming back to bite me in the ass. I'll take care of it. Where he's going, he won't be in a position to tell anyone. Hey, I can hear you! What the fuck are you doing out there? Open the fucking trunk, will you? Hey! Show the lady some respect! My... Ồ, có nhiệm vụ cảnh sát nữa, làm luôn. Wei, I have something for you. What is it? Dead triads, six of them in the past few months. All found by the water, all sliced open. Well, what do the investigators think? What investigators? You think HKPD puts a lot of effort into solving dead gangsters? Well, so what, they're not people now? This is why I'm coming to you. We just found three new bodies under the Aberdeen Bridge. Get down there and take a look around. And Wei, uniform officers on the scene say at least one of them is from your crew. What? You positive? Keep your head on straight, officer. And your eyes open. Nó giao nhiệm vụ hay là sao ta? Final kill. No. Xa vậy. Đi tập luyện đánh nhau đi. Tập học cái cách đánh gì thế. My curry fish balls will blow your mind. Tell everyone you know, my curry fish balls will blow their minds. Test, đúng rồi, test thử cái xe mà mình đã ăn cắp của người kia. Test. Con này nhìn như con Ferrari vậy. Cái vấn đề mà xe ở đây thì mình không có ngại lắm, tại vì xe mấy bạn tông cho nát thôi mà mấy bạn vô kim kia mấy bạn vẫn lấy lại được bình thường. Đâu tông vậy mà xe vẫn đẹp. Ảo. All right, all right, all right. You want to fight? You look like you might survive a couple of rounds. Come on, tough guy. You got nothing to lose but your teeth. Why did you make you want to hug her? Solo. Solo sao mấy này đánh lại? Phải có cái gì đó. All right. You keep winning, I keep paying. Đánh đi, đánh đi. Đánh. Đánh này. Mày. Đánh, đánh, đánh này. Đánh. Bay. Bay.
đá này. Đánh. Bay. Không được. Vẫn chưa đánh được quyền thái nè. Ôi. Mày. Mày. Cái đó là quyền thái á. Thái chắc hình xui nó mới ra thôi. Mày. Chiêu này mình học hết rồi mà. Mày. Đánh hoài mà không ra được quyền thái. Mày ghê. Đang bay là không có đỡ được. Bớt xuống. Mày. Mày. Xuống dưới bớt đi. Đánh cho mình xuống dưới luôn. Gì vậy mày? Ô, bị nó ép góc rồi.
Is that all you got? Còn khiêu khích nữa. Bỏ ra ôm ôm. Chưa chết nữa hả? Xuống dưới đi. Mày nó hai thằng nó ôm luôn. Seriously, that's the best you can do. Máu mặt lên được xíu à. Ok, và video này cũng chia tới đây thôi nha. Bạn nào thích thì cứ like và share sẽ giúp mình rất là nhiều. Bạn nào chưa đăng ký thì bấm vào đăng ký. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chào tạm biệt.